Thank you.
thoải mái được. Dao này cho em cái ổ nè, nó mới hăng nè, trắng nè. Ba đem ra qua đây nào, mướp ra. Là mướp để bán ra nè. Mướp còn mướp xấu nhỉ. Bán xong rồi. Không nào vẫn bán được ha. Em cũng quên nhỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nha. Vâng. Cần nó cũng cần nha. Quên mà. Kinh đi bá. Mẫu hai nó ít khi nào. Thế mẫu em một tí để em bán hàng. Để nó 500 nó. Nhưng mà đi từ lắm hàng cần cứ gặp. Đấy miếng tây ngon mà chị. Không, miếng tây là ngon rồi. Khách nhà em là đều măng mà cái miếng nào ngon là biết. Vừa hai lạng. Cái ông kia ông bảo là kiếp giỏi thế. Nói chuyện lấy bốn. Ở đây có à? Con này nó phải lấy con. Không, bà đang bảo bán. Cháu ấy bảo là nếu mà nhà cháu không có cháu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.